Thưa quý vị và các bạn, bữa cơm công đoàn do các cấp công đoàn tổ chức cho công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp là một trong những hoạt động nhằm cảm ơn đoàn viên người lao động. Hoạt động này cũng tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong chăm lo tốt hơn cho đoàn viên người lao động. Hôm nay, nhà ăn công nhân của Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Hồng Đức ở khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa có sự xuất hiện của những nhân viên phục vụ đặc biệt mang màu áo xanh công đoàn. Các cán bộ công đoàn của khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã vào bếp cùng chuẩn bị bữa ăn cho người lao động. Khác với thường ngày, ngoài các món chính, bữa cơm công đoàn còn có thêm một số món ăn và món tráng miệng. Bữa ăn của công đoàn ngày hôm nay thì ngoài cái suất ăn bình thường, thì công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn cho mỗi một suất ăn thêm 20.000 và công ty Hồng Đức cũng cho mỗi một suất ăn thêm 20.000 nữa. Như thế là coi như là bằng 3 suất ăn bình thường. Cũng rất cảm ơn ban chấp hành công đoàn cấp trên và công đoàn công ty Hồng Đức đã có bữa cơm tạo sự gắn bó giữa cán bộ và công nhân. Dưỡng chất thì đầy đủ và tình cảm thì ấm áp. Hết hy vọng công đoàn sẽ có nhiều bữa cơm gắn bó hơn nữa để cho anh em nhà máy được gần gũi nhau hơn với công đoàn cấp trên. Dự kiến trong dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức bữa cơm công đoàn tại 3 công ty với hơn 1.000 đoàn viên người lao động. Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cũng xây dựng kế hoạch hướng dẫn tất cả công đoàn cơ sở trực thuộc về tổ chức bữa ăn công đoàn cho người lao động. Bữa cơm công đoàn thì chúng tôi thực hiện với cái mục đích là lan tỏa cái việc mong muốn doanh nghiệp đồng hành cùng với công đoàn để chăm lo tốt nhất cho người lao động, và cái trên cái tinh thần là xem sức khỏe của người lao động như là cái tài sản quý nhất của doanh nghiệp. Người lao động có sức khỏe thì sẽ sản xuất tốt hơn, đem lại hiệu quả cũng như là chất lượng của sản phẩm tốt hơn. Chương trình bữa cơm công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, từ đó tạo không khí gần gũi, lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, để công đoàn có thể tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động thật sự có ý nghĩa cho người lao động.